Hi, xin chào mọi người. Tối nay thì mình tiếp tục trên tay một cái bộ đồ chơi dành cho trẻ trên 4 tuổi. Mình khá là thích trên tay những cái món đồ chơi như thế này. Ngoài giúp cho các cháu tránh xa những cái món đồ công nghệ và các bố mẹ có thời gian chơi chung, thì sau khi chơi xong, nó còn giúp cho các cháu phát triển một cái kỹ năng gì đó có lợi. Và cái bộ này mang tên là khủng long xếp hình. Đấy, ở bên trong thì có rất là nhiều cái con khủng long với cái màu sắc vô cùng sặc sỡ. Và tất cả những cái sản phẩm này là bằng gỗ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra, mình đổ ra cho mọi người xem nha. Đây, nó có mấy cái thanh gỗ. Thấy không? Đó, những chú khủng long rất là dễ thương. Mình có ngửi thử thì nó không có mùi. Và đặc biệt thì ở trên thân của những chú khủng long này, nó có những cái gờ để cho chúng ta gắn vào. Đấy, chúng ta sẽ xếp hình theo kiểu hình đứng, cho nên là dựa theo những cái gờ này nó sẽ bám lại với nhau. Đây, đây mấy thanh gỗ. Và nó có một cái cuốn hướng dẫn. Và cái cuốn này thì nó có hình từ dễ đến khó để cho các cháu nhìn theo đó mà sắp hình đó. Và nó có những cái chi tiết mà chúng ta phải lưu ý để cho cái hình nó xếp nó không bị ngã. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái độ khó bằng cách tự chơi thử như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ coi theo cái cuốn sách mà xếp thử cái hình thứ nhất cho mọi người xem như thế nào nha. Xong, và cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành cái hình thứ nhất, nó cũng khá là dễ. Bây giờ sẽ đến cái hình thứ hai với cái mức độ khó hơn. Rồi cuối cùng mình đã xong một cái hình thứ hai sau 4-5 lần thất bại. Và mình sẽ lấy cái ví dụ, cái hình này làm ví dụ luôn. Có rất là nhiều cái hay, không phải là xem hình mẫu là mọi người có thể làm được, mà các cháu phải xem một cách rất là kỹ, vì có những cái chi tiết. Đây, ví dụ những con khủng long này thì cái đuôi nó gần nhau. Hai con khủng long chính giữa thì nó phải có hai cái đầu khoảng cách ra để chừa cái đuôi ở trên. Và đặc biệt, mọi người chú ý xem cái con khủng long màu xanh. Đó, cái chân của nó không hề chạm với cái đuôi, mà cái phần thứ hai để gắn vào chính là cái đuôi của con màu xanh và cái chân của cái con màu đỏ. Đó, nó tựa vào nhau như vậy nó mới khớp với cái con ở trên. Đây, và những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này thì các cháu khi chơi sẽ phát hiện ra, tập cho cái quan sát của các cháu. Đấy, một cái bộ trò chơi rất là thú vị, mình người lớn mà mình chơi mình còn thích. Đó, mà phải kiên nhẫn nha, làm nhiều khi 4-5 lần mà không phát hiện ra một cái chi tiết nhỏ là nó sẽ bị chặt luôn. Cái chú ý nhiều nhất là cái phần đế, giống như là cái phần chân móng vậy. Mọi người phải làm cái phần chân móng cho thật là kỹ, cho thật là chắc, thì những cái con ở trên nó sẽ dễ thôi. Đấy, tóm lại thì mình thấy đây là một cái bộ đồ chơi xếp hình khá là hay, và bố mẹ có thể mua để làm giàu thêm cái bộ sưu tập các món đồ chơi thú vị cho bé, để bé chơi một món mà mỗi ngày thì bé sẽ ngán. Đấy, sản phẩm này đang bán rất là nhiều ở trên Lazada và Shopee. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại.